Tôi có một chiếc xe ô tô, thì trên xe thì thực ra là có một cái màn hình. Cái màn hình đấy chỉ để nghe đĩa, DVD. Và cái màn hình đấy thì thực sự là đến thời điểm bây giờ ấy, thì nó gần như là nó rất là lạc hậu. Mình nhớ là có cái lần mình đi công tác ở Móng Cái, mình tự lái xe đi. Rất là lâu rồi, cách đây chắc 2 năm á, 2-3 năm. Thì lúc đấy thì thực ra là cái đĩa mình cũng, tức là xem đi xem lại cũng rất là chán. Thành ra là không có một cái gì để nghe ở trên xe cả. Thành ra là suốt một cái dọc đường đấy mà đi một mình cảm thấy rất là buồn, buồn tê tái. Và không có người bên cạnh để nói chuyện và không có cái gì để nghe cả thì nó rất là buồn ngủ. Thế nên là đấy là một trong những cái điều mà mình cũng thấy rằng là cái màn hình ấy, nó lúc đấy là tự dưng là cái mình cứ cảm thấy rằng là cần một cái điều gì đó rất là cấp thiết. Đặc biệt là mình là nhà báo thì mình rất là hay phải đi, ví dụ như là mình đi công tác ở Thanh Hóa, thậm chí là đi vào tận Vinh, Cửa Lò, đi làm hoa hậu cái thứ, thì mình cũng tự lái xe đi để mình chủ động. Thì những cái quãng đường xa đấy mà không có cái màn hình thì thực sự nó là một trong những cái điều mà làm cho mình cảm thấy rất là chán. Và cái nhu cầu của mình thực sự là nhu cầu rất là cao, là sẽ có một cái màn hình nó thực sự là hiện đại, thực sự hiện đại, đáp ứng được cái nhu cầu, để nó sẽ làm một cái người bạn đồng hành với mình trên những cái cung đường mà mình đi xa. Thế thì dạo này thì nghe ở trên chính là nghe ở trên VV Giao thông quảng cáo cái màn hình GoTech. Thì đầu tiên thì mình cũng nghe thì mình cũng chưa hình dung ra nó là cái gì, nhưng mà nghe nhiều rồi và sau đó thì mình về mình search cái GoTech để mình xem nó là cái gì. Thì xem ở trên YouTube thì thấy rất là nhiều người đã sử dụng cái này và mình thấy hay quá, nó đáp ứng đúng cái nhu cầu của mình bây giờ. Sau 30 cho đến 40 phút đội kỹ thuật thi công lắp đặt cái màn hình lên trên xe của anh, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển trên đường và trải nghiệm một số những cái tính năng hay ho ở trên cái màn hình GoTech này anh Lộc nhé. Ok. Thực ra là cái màn hình này thực sự là mình cảm thấy rất là ưng. Thực sự là mình nhìn, tức là về hình thức là đầu tiên là nhìn thấy rất là đẹp, nó vừa khít với cái màn hình cũ. Thực ra trông như là nó giống như là cái màn hình của xe, nguyên bản của xe. Phải nói rằng rất là ấn tượng. Thực sự mình không nghĩ là nó lại hiện đại và kiểu đẹp như này đó. Tại vì là ngày xưa đang dùng cái màn hình cũ ấy, thì nó thứ nhất là độ phân giải nó rất là kém, thứ hai là nó gần như là không có những cái chức năng gì ngoài là ngày xưa để dùng cắm cái đĩa vào đây thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ là xu hướng là người ta sẽ xem trên mạng nhiều. Thực sự là nó rất hay. Ở đây là còn có cả xem tivi nữa. Nhiều khi ấy, cả nhà đang đi trên đường mà có cái trận bóng hay ấy, thì hai thằng con nhà mình nó rất thích bóng đá và cuối cùng là lại phải mở cái VTV Go ở trên điện thoại cho nó xem. Thì bây giờ ở đây là ngồi dưới xem mà quá đẹp, màn hình rất là to mà lại còn nét căng như thế này. Đây là chuyển kênh là bên tay trái đúng không? Kênh bên tay trái. Đấy, mình có loại hoay mình không biết là chuyển kênh ở đâu. Thật ra thì cái tính năng này khá hay, cái là anh có thể sử dụng bằng nói chứ không cần phải sử dụng bằng tay. Thế nên thành ra cái phần mà ví dụ mình nói này, là ví dụ VTV Go thì họ nó sẽ không cần anh em thử nhé. Hoặc là kênh V1 chẳng hạn, thế hả? Mở kênh HTV1. Anh đọc là mở kênh, anh cho kênh nào. Chứ còn mình không cần phải vào từng menu menu đúng không? Cái menu tức là cái nhiều. cái bằng giọng nói kia là mình điều khiển giọng nói quyền năng. Quyền năng, đúng là quyền năng đúng không? Quyền năng. Tức là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều so với sử dụng tay. Sử dụng tay là mình phải vào từng cái menu đúng không? Chính xác. Còn cái kia là mình chỉ đi thẳng đến nó thôi. Đúng rồi. Thì thực sự là cái này là cái rất là hay. Mình là một người rất là mê hát và mình rất là đam mê ca hát, thành ra là có rất là nhiều. Đây ví dụ như là mình mở YouTube, bây giờ bạn tìm kiếm giọng nói cho mình là Ngô Bá Lục chẳng hạn, thế thì ok sẽ... mở video Ngô Bá Lục, đây là Ngô Bá Lục đây rồi. Đây là cái kênh của mình, kênh vui vui thôi. Mình làm kênh vui vui thôi thì mình có hát là bốt một số cái bài hát mà mình hát lên đây. Ở đây cũng có một cái bài hát mà cũng được 50 mấy ngàn lượt xem đấy. Tức là cũng rất là, bài đấy cũng được nhiều người rất là yêu thích đấy. 60.000 lượt xem. Cái này khi mà mình cho ra màn hình rộng là mình nói chung là giống như là trên iPad. Có các loại chế độ gọi là độ nét luôn. Đấy.
Cái này là anh thu ở phòng thu đúng không anh? Cái này là mình thu ở phòng thu. À. Hồi đấy là có đứa bạn nó mở phòng thu, thì ra là nó rủ xuống thu chơi mấy bài. Đó. Thành ra là cũng đôi khi mình nghe lại mình hát mình cũng thấy thú vị. Nói chung là rất là ok. Và ở trên cái thiết bị này được trang bị một cái bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số DSP đó, và với cái bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái chất lượng âm thanh tốt hơn ngay trực tiếp ở trên cái loa nguyên bản của xe. Cái phần bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số nó sẽ có thêm một cái tương tác với người dùng, đấy là có cái DSP đây, điều chỉnh. Có cái equalizer, chúng ta có thể điều chỉnh theo một số những cái loại nhạc của chúng ta thích. Nó rất là hay. Thực sự là mình chưa bao giờ mình nghĩ đến là sẽ có một cái ngày mà ngồi trong xe mình lại có thể lại có một cái màn hình ngay trước mặt mà rất là to như thế để mình có thể là xem được tất cả những cái thứ giải trí mà giống như là mình ngồi ở ngay trong cái phòng khách nhà mình. Thì đấy chính là một cái điều rất là tuyệt vời mà cái màn hình Rotech mang lại. Và tôi hy vọng là những bạn nào mà đang có nhu cầu giống tôi mà chưa có điều kiện đổi xe sang một cái xe sang hơn, xịn hơn, thì mình vẫn dùng xe cũ nhưng mà hãy lắp một cái màn hình Rotech. Mình sẽ đáp ứng được cái nhu cầu giải trí và đấy chính là điều tuyệt vời. Và xin chúc tất cả mọi người sẽ, đặc biệt là anh em lái xe, sẽ có luôn luôn có sức khỏe và luôn luôn sẽ có những cung đường lái xe an toàn, vui vẻ. Và đặc biệt là cô Rotech thì nó giống như là một người bạn đồng hành bên cạnh để mình có thể thoải mái, vi vu trên những cái cung đường mình đi. Xin chào tạm biệt.